Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1841, Thế giới ghê đề, một vô cấu tiền đế đạt được thứ gì ở bên trong? Đằng Tề Văn cũng tỏ mò hỏi, Diệp đồ gãi gãi đầu, hơi hoang mang, nói ra, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà nghe lão tổ trong đông môn nói, hoặc rất có thể là vô cấu tuyển. Nói đến đây Diệp đồ nhìn qua lý thất dạ, hắn cũng muốn theo từ trong miệng lý thất dạ đạt được đáp án đối với vấn đề này lý thất dạ chỉ cười lên cũng không có nhiều lời chỉ nhìn qua xuyên hải toa xuyên hải toa có bốn môn hộ cái lý thất dạ không nói đằng tề văn cũng nhìn qua xuyên hải toa hỏi hiện tại bốn môn hộ chỉ hình thành một đạo môn ba môn hộ khác có thể hình thành đạo môn hay không đạo môn có mở ra hay không đã không trọng yếu lý thất dạ lắc đầu nói ra mỗi một môn hộ tương đương với một thế giới biết rõ điểm này là đủ ba cánh cửa khác có mở ra hay không. Trong lòng đằng Tề Văn chấn động, thì Thảo nói, theo ghi chép của tông môn chúng ta, hình như chỉ đi thông tới tàn phá mị cảnh, chuyện trong thiên địa, có quá nhiều chuyện ngươi không biết. Lý thất dạ nhìn qua xuyên hải toa nói ra, ba cánh cửa khác có mở ra sao, Diệp Đồ cũng tò mò qua xuyên hải toa, nói ra. Nó đi thông tới nơi nào, Diệp Đồ và đằng Tề Văn hỏi, chưa từng mở ra, Lý thất dạ nhìn qua xuyên hải toa, chậm rãi nói ra, về phần đi thông nơi nào, chỉ sợ ai cũng nói không rõ ràng, chỉ có ngày nó mở ra thì thế nhân mới biết, hoặc là ngày đó vĩnh viễn không tới. Lý thất giả hiu rõ, xuyên hải toa muốn mở ba cánh cửa khác, đây không phải là một chuyện dễ dàng, trên thực tế chỉ cần thời cơ chính thức thành thục, ba cánh cửa kia mới mở ra, nếu quả thật đến ngày đó, như vậy tất cả đã khác biệt. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, sau khi cầm được thứ cần tìm, ta còn muốn đi gặp tổ kình của người đấy, Lý thất giả nói ra, nghe được Lý thất giả nói thế, không chỉ diệp đồ, ngay cả đàng tề văn cũng động tâm bởi vì tổ kình của vô cấu tam tông rất thần bí có quá nhiều truyền thuyết về nó nhưng mà rất ít người nhìn thấy tổ kình ít nhất bọn họ chưa có tư cách gặp được tổ kình lý thất giả bước vào đạo môn diệp đồ cùng đàng tề văn cũng đi theo vào đạo môn xuyên qua đạo môn một thế giới hiện ra trước mặt bọn họ đây là một thế giới bị phá thành mảnh nhỏ một thế giới không biết xảy ra chuyện gì ở chỗ này từ ngọn núi không phải văng tung tóe thì bị chặt đứt ở chỗ này mặt đất vỡ ra lưu lại vết thương nhìn thấy mà giật mình, ở chỗ này biển cả bị đốt nấu hóa thành sa mạc. Ở trên bầu trời vốn có rất nhiều ngọn núi bị pháp tắc đánh nổ tung, rất nhiều ngọn núi to như ngôi sao rơi xuống, nhìn qua rất nhiều nơi đều là cảnh này, có thể tưởng tượng nơi này từng sinh ra biến dị kinh người, có khả năng là thiên tai, cũng có khả năng là một đại chiến kinh thiên. Bước vào tàn phá bị cảnh, đằng tề văn cùng Diệp Đồ có cảm giác khác nhau, về phần là cảm giác thế nào thì bọn họ nói không rõ ràng, tóm lại đứng trên mặt đất bị tàn phá, bọn họ có cảm giác như có cái gì động vào bọn họ, có một loại cảm xúc khó nói thành lời. Loại cảm xúc này là buồn hay vui, bọn họ cũng không phải rõ ràng, một loại cảm giác kỳ diệu không thể gọi tên, có lẽ là bi thương, đặc biệt là diệp đồ, loại thương cảm này không thể sơ tan được, bản năng, nó chạm tới bản năng của các người. Thời điểm đằng tề văn cùng diệp đồ đều nói không rõ ràng đây là cảm giác gì, lý thất giả đã nói, sau đó hắn nhìn diệp đồ, nói ra, ngươi là mỹ linh, cho nên bản năng này với ngươi càng mãnh liệt, nơi này thật sự có quan hệ tới mỹ linh sao diệp đồ nhịn không được hỏi. tuy hắn lần đầu tiên đi vào tàn phá mỹ cảnh nhưng mà diệp đồ trước kia từng nghe qua trưởng bối bàn về tàn phá mỹ cảnh mỹ linh bọn họ có tiên hiền từng suy đoán tàn phá mỹ cảnh có quan hệ sâu xa với mỹ linh bọn họ chính là vì như thế từ xưa tới nay đều có cường già mỹ linh tiến tới đây khảo sát tàn phá mỹ cảnh kể cả vô cấu tam tông bọn họ cũng thế nhưng mà tất cả mọi người không công mà lui đối với vấn đề của diệp đồ lý thất dạ chỉ cười cười cũng không có đi trả lời lý thất dạ ngẩng đầu nhìn xa xa nói ra chúng ta đi thôi chúng ta cần đi một nơi nói xong cất bước đi về phía trước diệp đồ cùng đằng tề văn nhìn nhau vội vàng đuổi theo lý thất dạ đám người lý thất dạ đi vào có thể nói là rất chậm thời điểm bọn họ đi vào tàn phá mị cảnh khắp nơi đều có người ngũ hồ tứ hải đi vào nhưng mà trong đa số những tu sĩ vào đây đều khát vọng có thể tìm được bảo vật hoặc là kỳ ngộ gì đó trong tàn phá mị cảnh chính là vì như thế Đến mức có thể thấy kẻ đào ba thước đấy, hoặc là dùng thần niệm càn quét đại điện núi sông, cùng có người bò lên sườn đồi, cũng có người tìm sâu dưới đất, xem có thể đạt được kỳ ngộ gì hay không. Bởi vì có truyền thuyết cổ thuần tiên đế, cho nên tất cả tới Tàn Phá Mị Cảnh ôm tâm tư tầm bảo rất lớn, tất cả mọi người mong muốn mình cũng trở thành cổ thuần tiên đế thứ hai, có một ít tu sĩ đào một đoạn núi, cày mặt đất một lần. Vẫn là không thu hoạch được gì, chớ nói chi là kỳ ngộ, có tu sĩ phàn nàn, Tàn Phá Mị Cảnh thật sự là nơi vứt đi, chẳng có cái gì cả, kỳ ngộ làm gì dễ dàng đạt được, nếu có thể dễ dàng đạt được như vậy, vậy không gọi là kỳ ngộ, đồng bạn của hắn cười ăn ủi Người biết tuyên cổ tới nay, người như cổ thuần tiên đế có mấy người không, chỉ có một, cử giới đệ nhất đế, đệ nhất tiên đế, nếu như kỳ ngộ dễ dàng đạt được như thế, còn nói gì cử giới đệ nhất đế, nghe được đồng bạn nói thế, tên tu sĩ này lập tức lên tinh thần, tiếp tục tìm kiếm kỳ ngộ và bảo vật. Chính là vì truyền thuyết cổ thuần tiên đế, làm cho rất nhiều tu sĩ tìm kiếm một lần lại một lần, không muốn buông tha, trong suy nghĩ rất nhiều người, cổ thuần tiên đế là tồn tại thế nào, cử giới đệ nhất tiên đế, kiêu ngạo của mị Linh. Trong suy nghĩ rất nhiều người cho rằng, cổ thuần tiên đế có thể trở thành cử giới đệ nhất tiên đế, rất có thể có quan hệ to lớn tới kỳ ngộ trong tàn phá mị cảnh, tàn phá mị cảnh, là nơi vứt đi hay là nơi ẩn chứa bí mật kinh thiên đây. Nhìn thấy rất nhiều người đang tìm kiếm bảo vật, tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng mà không có người nào tìm được cái gì, chuyện này làm cho diệp đồ hỏi lý thất dạ tuy lý thất dạ từng nói qua thủy tổ vô cấu tiên đế của hắn từng tìm được bảo vật vô thượng trong nơi này nhưng mà trừ thủy tổ cùng cổ thuần tiên đế ra đời sau chưa từng nghe nói qua có ai đạt được thứ gì thậm chí ngay cả khối sắt vụn cũng không có ai nói một bí cảnh nhất định phải có bảo vật nhất định phải có kỳ ngộ chương 1842 thế giới khê để hai lý thất dạ nhìn qua diệp đồ vừa cười vừa nói chẳng lẽ nói người trước kia nhất định phải ở chỗ này chôn bảo vật hoặc là giữ lại kỳ ngộ gì đó cho hậu nhân tới tìm sao thế nhưng mà thế nhưng mà truyền thuyết cổ thuần tiên đế thật sự đạt được kỳ ngộ trong đây diệp đồ do dự một chút nói ra lý thất dạ cười rộ lên nói ra đó là cổ thuần tiên đế giống như những người kia đã nói người biết tuyên cổ đến nay cổ thuần tiên đế có mấy người cũng chỉ có một cửu giới đệ nhất tiên đế nói đến đây lý thất dạ chửi chửi đầu mình nói ra ở chỗ này có đồ vật gì đó có bảo vật gì đó thậm chí có kỳ ngộ thế nào, tất cả đều không trọng yếu, trọng yếu là nơi này, ngươi hiểu ra thì ngươi sẽ có thu hoạch, nếu như ngươi không thể hiểu ra, trong đây chẳng có gì lưu luyến cả, đúng như những người kiên nói, nơi này là một vùng đất chết. Thế nhưng mà, công tử từng nói qua, thủy tổ chúng ta từng đạt được đồ vật tại đây, diệp đồ do dự, nói ra, vì cái gì vô cấu tiên đế có thể tìm được, mà những người khác lại không thể tìm được, lý thất dạ cười lên, nói, vùng đất này khác với những nơi khác cũng không giống như 12 tắng địa, mượn 12 táng địa mà nói, trong mắt mọi người đó là nơi chôn bảo tàng, nhưng ở nơi này, nếu như ngươi nghĩ như thế, vậy sai mười phần, đằng tề văn cũng tỏ mò hỏi, nơi này rốt cuộc khác nơi khác như thế nào, đối với lời này, lý thất dạ chỉ nhìn qua xa xa, trầm mặc một hồi, sau đó lãnh đạm nói. Trong tuế người xa xôi, nó ẩn dưỡng một chủng tộc, không chỉ là nơi này, mà là cả con thuyền, chính là xuyên hải toa mà các ngươi thấy, nó mang theo hy vọng vô tận, mang theo hy vọng vô tận đằng tề văn thì thào nói lý thất dạ nói tùy ý một câu lại làm cho hắn dư vị vô cùng nếu như ngươi có thể hiểu ra câu nói này ngươi chính là cổ thuần tiên đế thứ hai lý thất dạ nhìn qua đằng tề văn đang cảm ngộ câu nói này vừa cười vừa nói đằng tề văn cười khan một tiếng nói ra tiên sinh nói dỡn ta là thụ tộc không có khả năng trở thành tiên đế ngươi nói đúng nhưng mà nếu như ngươi thật sự hiểu ra lời này cho dù ngươi là thụ tộc như vậy cả đời này ngươi sẽ đạt được lợi ích vô cùng Lý thất dạ vừa cười vừa nói, đằng tề văn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra. Tiên sinh quá để mắt ta, theo như mọi người nói, tuyên cổ đến nay, cổ thuần tiên đế có mấy người, cũng cũng chỉ có một mà, ta tuy tư chất không tệ, nhưng mà so với các tiên đế thì ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, điểm này ta tự hiểu lấy mình. Đằng tề văn nói là sự thật, hắn có thể trở thành truyền nhân thành thiên đằng thì tư chất của hắn không kém người, hắn cũng không có tự xem nhẹ mình, nhưng mà nếu lấy ra so sánh với các tiên đế thì hắn tự nhận mình còn xa mới sánh bằng. Lý thất dạ mang theo đám người đằng tề văn đi thật lâu, rốt cục đi tới dưới một thác nước, thác nước từ trên đỉnh núi cao đổ xuống, thác nước nhìn giống như từ trên trời cao xuất hiện. Sau khi thác nước đổ xuống thì chảy theo địa thế, nhưng mà dòng suối nơi này bị một dòng suối nhỏ phân ra, hình thành một con suối nhỏ hơn dài hẹp chảy về phương xa. Lý thất dạ chọn chúng một con suối, mang theo đằng tề văn cùng diệp đổ nhảy vào trong nước, trong nháy mắt bọn họ đã chìm vào dòng suối. Lúc này Lý Thất Dạ lấy một con trai biển ra, đây chính là con trai mà Lý Thất Dạ bắt được trong vô đề hải câu, Lý Thất Dạ ném con trai vào trong suối, nói ra, đi thôi, ngươi có thể tự tìm được đường về, nói xong hắn quay đầu nhìn qua diệp đồ cùng đàng tề văn hai người nói ra. Theo sát, ngàn vạn chớ bị bỏ lại, các ngươi đi theo dấu chân của ta, không thể có chút sai lầm. Lý thất dạ thần thái nghiêm túc làm diệp đồ cùng đàng tề văn dùng mình, không dám khinh thường, vội vàng gật đầu lúc này con trai di động nó bơi lên thượng nguồn kim châu trong con trai tỏa ra kim sắc quang mang kim quang dường như đang chỉ đường con trai vẫn bơi phía trước nó lưu lại dấu vết mờ trong dòng suối lý thất dạ dọc theo dấu vết này mà bước đi lý thất dạ đi được hết sức cẩn thận đi không dám sai lầm không có chất chủ quan bởi vì một khi hắn đi nhầm thì kiếm củi ba năm thiều một giờ phải lặp lại đi theo sau lưng lý thất dạ đằng tề văn cùng diệp đồ càng không dám khinh thường hai người bọn họ càng cẩn thận đi theo sát sau lưng Lý Thất Dạ, bước lên dấu chân của Lý Thất Dạ, không dám có chút sai lầm nào cả. Ngay từ đầu đằng Tề Văn cùng Diệp Đồ cảm thấy không có gì đặc biệt, bọn họ cẩn thận đi lại trong dòng suối, nước suối chảy qua bên người bọn họ, có tôm cá bơi qua. Nhưng mà sau khi đi một hồi thì bọn họ giật mình, cảnh tượng sinh ra huyền ảo, bọn họ giật mình đi vào một con đường, không còn đi trong nước suối nữa, con đường này nối thẳng lên vòng trời, bọn họ dọc theo con đường này mà đi giống như phong thần nhưng mà vào thời điểm này bọn họ nhìn thấy một cảnh đáng sợ. Trong hư không bọn họ nhìn thấy từng chiếc chiến hạm cực lớn, những chiếc chiến hạm này lớn không thể tưởng tượng nổi, chúng vắt ngang trong hư không, nhìn qua giống như ngôi sao cực lớn, dường như mỗi một chiếc chiến hạm có thể chờ một đại lực ước vạn dòng. Nhưng mà từng chiếc chiến hạm như thế đã vỡ nát, có chiến hạm bị chém đứt thành hai, có chiếc bị đục ra một lỗ thùng, có bị xé thành hai mảnh, có thậm chí nứt vỡ nhìn không ra hình dáng. Trong lúc giật mình, Diệp Đồ cùng Đàng Tề Văn nhìn thấy có vô số mảnh vỡ bồng bình trong hư không, vô số mảnh vỡ có đoạn đao, có liệt kiếm, có toái chùy. Hơn nữa, càng giạt mình hơn là, Diệp Đồ cùng Đàng Tề Văn nhìn thấy không chỉ có như vậy, bọn họ còn nhìn thấy hải cốt, có hải cốt cực kỳ to lớn, hình dáng giống như hung thú khổng lồ, có hải cốt thậm chí còn mang theo kim quang mãnh liệt. Nhìn thấy cảnh này, Đàng Tề Văn cùng Diệp Đồ chấn động tâm thần, vào thời điểm này bọn họ không thể phân biệt được thật giả, bọn họ không cách nào phân biệt vì sao mình tiến vào cảnh tượng kỳ lạ này giữ vững tâm thần nếu không các người sẽ vĩnh viễn không thể trở về được vào thời điểm này trong thức hải của bọn họ vang lên âm thanh của lý thất dạ giống như đang cảnh tình bọn họ có cảm giác thể hồ quán đình nhanh chóng tỉnh táo lại vào thời khắc này bọn họ tỉnh táo thì nhìn thấy mình đang ở nơi khác bọn họ vẫn đang đi trong suối nước suối vẫn yên lặng chảy xuôi tôm cá vẫn du động dường như tất cả không có gì thay đổi cả Đằng tề văn cùng diệp đồ đi theo lý thất giả đi trong dòng suối, bọn họ cũng không biết đi trong dòng suối bao lâu, cũng không biết đang đi thông tới nơi nào. Cuối cùng nhất lý thất giả mang theo bọn họ đi ra khỏi dòng suối, thời điểm bọn họ ra khỏi dòng suối, một cơn gió nhẹ thổi tới làm bọn họ giật mình, bọn họ đang ở trong bình nguyên, ở chỗ này là vùng đất bằng phẳng. chương 1843, thạch đều thần bí nhưng mà đi tới chỗ này, bất kể là đằng tề văn hay là diệp đồ đều không biết mình đang ở bình nguyên thật hay không, bọn họ không cách nào phân chia được đây là thật hay giả may mắn là bọn họ đi chưa bao xa đi vào một đống loạn thạch ở chỗ này có vô số đá vụn tán lạc mặt đất nhưng mà cẩn thận quan sát mới phát hiện không phải đá vụn bình thường đây là những viên đá rơi ra từ một pho tượng đống đá này rất lớn càng đi sâu vào trong diệp đồ cùng đằng tề văn nhìn thấy một ít pho tượng vỡ tan những pho tượng này bị tàn phá rất nghiêm trọng căn bản là không nhìn ra những phi tượng này bị phá vào thời điểm nào nhìn thấy những pho tượng bị tàn phá lợi hại này diệp đồ cùng đằng tề văn cũng khó tưởng tượng năm đó xảy ra chuyện gì Cuối cùng bọn họ đi sâu vào trong vùng đất này, bọn họ nhìn thấy một pho tượng nguyên vẹn, pho tượng này rất cao, cao hơn 10 trượng, pho tượng này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, thập phần cũ kỹ, nhưng bị thời gian đánh bóng cho nên vẫn rất sáng, nhìn kỹ pho tượng thì đó là một pho tượng nữ nhân, thân hình thon dài, xiêm y phiêu giật, những điểm này đã chú định là nữ tử. Nhưng mà cụ thể pho tượng thế nào, dung nhan ra sao, hoàn toàn không thấy rõ ràng, bởi vì pho tượng này cực kỳ mơ hồ một pho tượng này dùng đá trắng điêu khắc mà thành thời gian lâu sẽ từ từ hòa tan kể từ đó khiến hình dáng và đường cong của pho tượng mơ hồ căn bản không thấy được diện mạo lúc trước diệp đồ cùng đàng tề văn nhìn qua pho tượng này bọn họ không biết có phải thời gian đã làm cho pho tượng trở nên mơ hồ hay là bản thân pho tượng đã như thế hoặc là trước kia pho tượng xảy ra chuyện gì lý thất giả đứng trước pho tượng không có nói cái gì giống như nhìn pho tượng ngần người ngần người thật lâu nhìn pho tượng không rời mắt diệp đồ cùng đàng tề văn cũng nhìn qua pho tượng nhưng mà bọn họ không thấy pho tượng có gì mê người, bọn họ không hiểu nổi pho tượng như thế làm sao lại khiến Lý Thất Dạ mê muội, nhưng mà bọn họ cũng không dám quấy rầy Lý Thất Dạ, các ngươi không có sao chứ? Qua thật lâu sau, Lý Thất Dạ quay đầu, nhìn qua Diệp Đồ cùng đằng Tề Văn nói ra. Diệp Đồ cùng đằng Tề Văn nghe nói như thế thì cảm thấy giật mình, trong nội tâm bọn họ cười khổ, lời này bọn họ phải hỏi Lý Thất Dạ mới đúng, là Lý Thất Dạ nhìn qua phi tượng ngừng người mà không phải bọn họ, hiện tại hỏi người bọn họ có sao không, không có việc gì, Diệp Đồ lắc đầu nói ra. Diệp Đồ nhìn đằng Tề Văn một cái, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, cũng không nói thêm gì, tiên sinh, vừa rồi nhìn thấy là thật hay là giả, thời điểm này đằng Tề Văn hỏi, ngươi nói là cái gì, Lý Thất Dạ nhìn qua đằng Tề Văn nói ra. Đằng Tề Văn giật mình một lát, trong lúc này hắn cảm thấy Lý Thất Dạ nói chuyện có chút đáp không được, giống như hai người bọn họ nói chuyện là ông nói gà, bà nói vịt, chính là những thứ nhìn thấy trong dòng suối vừa rồi, tuy đằng Tề Văn cảm thấy kỳ quái, nhưng mà vẫn hỏi, lý thất dạ nhìn hắn một cái nói người nói cảnh tượng là thật hay giả vậy phải nhìn đạo tâm của ngươi thực là giả giả là thực giả cũng thực thì thực cũng giả nghe nói như thế đằng tề văn cùng diệp đồ nghe như lọt vào sương mù không sờ được ý nghĩ lúc này lý thất dạ không để ý tới đằng tề văn cùng diệp đồ lấy chén ngọc ra hắn nói nhỏ cử hành một nghi thức kỳ quái phức tạp nghi thức này cực kỳ cổ xưa nghi thức cổ xưa như thế đằng tề văn cũng nhìn không ra đây là làm gì lý thất dạ vẫn lẩm bẩm một phen sau khi nghi thức chấm dứt hai tay của hắn bưng lấy chén ngọc dơ cao hơn đầu thời điểm này nghe được tiếng nước vang lên hai dòng nước thật nhỏ chảy xuống chảy vào chén ngọc của lý thất dạ pho tượng rơi lệ nhìn thấy cảnh này diệp đồ cùng đàng tề văn vội vàng nhìn lên nhìn thấy con mắt pho tượng chảy nước mắt diệp đồ thì thào nói nhìn thấy pho tượng chảy nước mắt diệp đồ cùng đàng tề văn sinh ra chấn động trong lòng ngây người ra đó hai người bọn họ có ảo giác Bọn họ cảm thấy pho tượng dường như có tính mạng, vào thời khắc này bọn họ thấy không phải pho tượng, đây là người sống sơ sơ bị phong ấn ở đây. Vào thời điểm này, bọn họ cũng không biết đây là pho tượng hay người sống, thời điểm chén ngọc của Lý Thất Dạ chứa đầy, nước mắt cũng đình chỉ, Lý Thất Dạ cẩn thận thu hồi chén nước mắt, "Công tử, đây là thứ gì?" Thế Lý Thất Dạ cẩn thận thu hồi chén nước mắt, dịp đầu tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nhìn qua pho tượng, nói ra, "Thương sinh lệ, thương sinh lệ thủy." nó có thể kích thích sinh linh khao khát với sinh mạng, cũng chứa đựng nước mắt của sinh linh. Lý thất dạ lấy chén nước này chính là dùng để tục thọ cho chú tước thụ. Lý thất dạ nhìn qua pho tượng, sau đó nói. Chúng ta đi thôi, nên đạt được cũng nhận được, không thể đạt được, cũng không có biện pháp cưỡng cầu. Nói xong xoay người rời đi, diệp đồ cùng đàng tề văn vội vàng theo sau, đi theo lý thất dạ ra khỏi đống loạn thạch. Đáng tiếc, thời điểm ra khỏi đống loạn thạch này, đi ở phía trước lý thất dạ nói ra. Mang các người tới nơi này, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể thấy cái gì, hoặc là có chút cơ duyên, xem ra các ngươi còn không có duyên phận, đạt được cơ duyên. Lý Thất Dạ nói lời này làm cho nội tâm Diệp Đồ cùng đang tề văn chấn động, bọn họ còn cho rằng Lý Thất Dạ chỉ vì lấy thương sinh nghệ mà đến. Đúng, chính là cơ duyên, đi ở phía trước, Lý Thất Dạ nói, nếu các ngươi có duyên phận này, sẽ nhìn thấy mấy thứ gì đó, đặc biệt là mấy pho tượng kia, đáng tiếc, các ngươi lại không có nhìn thấy cái gì cả, chỉ có thể nói các ngươi không có duyên phận này. Trong lòng Diệp Đồ Cùng Đằng Tề Văn chấn động, hai người bọn họ nhìn nhau, thời điểm này bọn họ mới biết vì cái gì lý thất dạ nói chuyện khó hiểu với bọn họ. Nghĩ tới đây, Diệp Đồ Cùng Đằng Tề Văn vội vàng quay đầu nhìn thấy, nhưng mà vừa nhìn thấy không thấy đồng loạn thạch đâu cả, thậm chí thảo nguyên sau đường cũng không thấy, nơi đó chỉ là hư không mênh mông mà thôi. Xảy ra chuyện đột ngột như thế, Diệp Đồ Cùng Đằng Tề Văn sợ tới mức cả kinh, từ đầu đến cuối, hai người không biết mình đang ở trong hư không, vào thời điểm này bọn họ không thể tin vào mắt của mình đều không biết mắt của mình nhìn là thật hay giả, không nên nhìn, bỏ qua cơ duyên thì không thể cưỡng cầu. Lý thất giả đi ở phía trước lãnh đạm nói ra, nghe được câu nói như thế, diệp đồ cùng đằng tề văn hai người cũng sinh ra tức nuối, bọn họ cũng không có ngờ mình bỏ qua cơ duyên, bọn họ không ngờ cơ duyên đã ở bên cạnh mình, nơi này có có cơ duyên khác không, diệp đồ cũng không nhịn được hỏi. Mỗi người khác nhau, có khả năng gặp cơ duyên cũng khác nhau, loại vật này không có biện pháp cưỡng cầu, không thấy được cơ duyên, nói rõ ngươi không có đạt tới trình độ này chương 1844, thần tình, một lý thất giả nói xong quay đầu lại nhìn Diệp Đồ, nói ra. Nhưng mà ở chỗ này cơ hội của Mỹ Linh sẽ càng lớn hơn một chút, Diệp Đồ nghe được nói như vậy, trong nội tâm chấn động, hắn thoáng cái ý thức được cái gì, nghẹn ngào nói, theo ý của công tử, cổ thuần tiên đế lúc còn trẻ cũng đi tới đây, đối với lời này, lý thất giả chỉ chỉ cười mà không trả lời. Diệp Đồ cùng đàng tề văn cũng có tiếc nuối, dù sao, cái này muôn đời khó bùng cơ duyên cứ như vậy bị bọn hắn không công địa bỏ qua, không cần phải tức muối, thứ này không có khả năng cưỡng cầu, không phải ai tới đều có thể trở thành cổ thuần tiên đế, chuyện như thế không có biện pháp, Lý Thất Dạ nói ra. Diệp đồ cùng đàng Tề Văn cũng chỉ thở dài một hơi, Lý Thất Dạ dẫn bọn họ tới nơi này đã là đại ân đại đức, không thể đạt được cơ duyên như vậy, chỉ có thể nói cấp độ của mình không có đạt tới mặt thôi. Tề Văn, thứ nên truyền thụ ta cũng truyền thụ, cũng có thể bàn giao với Thành Thiên Đằng bàn giao với quỷ hoa lão đầu, Lý Thất Dạ đi ở phía trước, nhàn nhạt, nhạt nói, ngược lại là Diệp Đồ, những ngày này ngươi làm tay chân cho ta, đã thật vất vả tới đây một chuyến, vậy giúp ngươi mưu được một kiện đồ vật a. À. Có thể ra sức quyển mã cho công tử, chính là chuyện ta nên làm, nếu ta lãnh đạm, tông chủ chắc chắn hủy xương cốt của ta, làm sao dám mưu cầu đồ vật của công tử chứ? Nghe nói như thế, Diệp Đồ không dám lỗ mãng, vội vàng nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra chuyện gì cũng có giá của nó, ta cũng sẽ không bảo các ngươi xuất lực không công, lại nói đi tới nơi này, có bảo vật ngu sao không cầm, ta cũng chỉ mượn hoa hiến Phật mà thôi, nói như vậy làm cho Diệp đồ gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Lý thất dạ mưu cầu một đồ vật cho Diệp đồ, đằng tề văn ngược lại không có ý kiến gì, hắn cũng không cho rằng Lý thất dạ bất công, Lý thất dạ truyền thụ cho hắn thứ kia đã đủ cho hắn lợi không nhỏ dùng cả đời. Xuyên hải toa chạy dọc theo vô để hải câu, nó chậm rãi nổi lên, thời điểm phiêu phù trên mặt biển, nó lại bắt đầu chậm rãi trầm xuống, dường như nó hiện ra, lại quay về vô để hải câu, nhưng mà quá trình này vô cùng chậm chạp. Dường như vô để hải câu có lực lượng gì đó liên lụy tới xuyên hải toa, không cho xuyên hải toa rời khỏi biển cả, không cho xuyên hải toa rời khỏi lộ tuyến. Trong mấy ngày này, rất nhiều cường giả đại giáo cương quốc chạy tới, những cường giả này sau khi tiến vào tàn phá mỹ cảnh, đều rất ít xuất hiện, đặc biệt là một ít mị linh truyền thừa giống như vô cấu tam tông, bọn họ đến tàn phá mị cảnh không phải vì đoạt bảo mà đến, cũng không phải vì kỳ ngộ mờ ảo bất định trong. Truyền thuyết, bọn họ chỉ muốn làm rõ bí ẩn mà thôi, cho nên cường giả những truyền thừa này sau khi đi vào tàn phá mị cảnh, làm việc thập phần ít xuất hiện, cũng không hy vọng có người biết rõ, đương nhiên, cũng có kẻ cao điệu, nói thí dụ như Nghiễm Hải Thái tử. Nghiễm Hải Thái tử lúc tới thì bước vào tàn phá mị cảnh, hung hăng càn quấy thẳng ngoan thoại, nói ra, nhân tộc tên là lý thất dạ nhân tộc lan ra đây dám là địch với nhiễm hải tộc bản thái tử muốn ăn thịt sống của người sau khi nhiễm hải thái tử đã đến không ít người tránh ra xa xa đặc biệt là nghe hắn nói muốn ăn sống lý thất dạ thì nội tâm rất nhiều người phát lạnh mọi người đều biết nhiễm hải tộc cần đánh nói là làm nhiễm hải thái tử đã đến hắn cũng không có như người khác mang theo thiên quân vạn mã bên cạnh hắn chỉ có mười lão đầu đi theo đều là cường giả toàn bộ cũng đã thành hình người mỗi một lão già trên người tỏa ra khí tức đáng sợ về phần nhiễm hải thái tử thì khí huyết của hắn rất tràn đầy vô cùng đáng sợ đối với nhiễm hải tộc mà nói tình huống bình thường chỉ cần đạt tới thánh tôn thì có thể biến thành hình người nguyên vẹn sau khi nhiễm hải thái tử tới liền tuyên bố ăn sống lý thất dạ có người thấp giọng nói lý thất dạ chỉ sợ xong đời rồi nhiễm hải thái tử tự mình tới đây đây chính là địch với nhiễm hải tộc chuyện này có ý nghĩa không ai cứu hắn ai nguyện ý vì một nhân tộc mà đắc tội cả nhiễm hải tộc chứ nhiễm hải thái tử hắn khác với nhiễm hải hầu nhiễm hải hầu hầu vương của một cường quốc nhiễm hải tộc tuy cũng thuộc về nhiễm hải tộc nhưng thân phận nhiễm hải thái tử còn cao hơn nhiễm hải hầu rất nhiều nhiễm hải thái tử chính là trưởng tử tộc trưởng nhiễm hải tộc thân phận cực kỳ cao quý tại thiên linh giới nhiễm hải ngư có hàng tỷ chi chúng nhiễm hải tộc đã từng được xưng có trăm vạn đế quốc trong thiên linh giới tuy nhiên trăm vạn đế quốc thì số lượng quá khoa trương nhưng mà nhiễm hải tộc tại thiên linh giới chỉ ít có mấy ngàn đế quốc nhiễm hải tộc sinh trưởng khắp nơi càng củng cố địa vị của nhiễm hải tộc, thậm chí có thể hiệu triệu hàng tỷ nhiễm hải ngư của thiên linh giới, hiệu triệu trăm vạn nhiễm hải ngư. Chuyện này có thể nghĩ thân phận nhiễm hải thái tử là cao bực nào, hôm nay nhiễm hải thái tử tự mình xuất đầu, muốn báo thủ cho nhiễm hải ngư, kiện này ý những nhiễm, nhiễm hải tộc muốn là địch với lý thất dạ. Huống chi bản thân nhiễm hải thái tử cũng không phải bao cỏ, truyền thuyết hắn đã là một đại hiền, hắn cũng có thành danh rất lớn trong thiên linh giới. Có người nói, thực lực nhiễm hải thái tử cho dù kém trầm hải thần vương, già hải thiên tử là các tuyệt thế thiên tài nhưng trong thế hệ trẻ thiên linh giới hắn vẫn có uy danh hiền hách hiện tại những hải thái tử thả ra ngoan thoại muốn ăn sống lý thất dạ chuyện này làm cho mọi người đều biết tiểu tử nhân tộc lý thất dạ chỉ sợ chết chắc rồi hơn nữa chết rất khó coi địa phương như tàn phá Mỹ cảnh có rất nhiều người vây quanh rất nhiều người đang ở đây thật lâu không chịu ra ngoài hơn nữa trong đây có không ít cường giả trên thực tế nơi này không có gì đặc biệt xuất chúng nơi này có một hố nhỏ trong hố nhỏ hình như có một cái giếng cổ vứt đi, trừ điểm này ra thì nơi này không có gì khiến người ta chú ý cả. Trên thực tế chính là nơi như thế, lại làm cho rất nhiều người dừng ở đây không muốn rời đi, trừ rất nhiều cường giả tới từ các môn phái ra, một ít cường giả có uy danh cũng ở nơi này, ví dụ như Viêm Dương Long, ví dụ như Lâm Đạo Đồng, bọn họ dừng lại ở đây thật lâu không có rời khỏi. Trừ Viêm Dương Long đám người này ra, còn có một ít cường giả lớp già đang ở nơi này, những ngày thế hệ trước thì che đậy chân thân, bọn họ sau khi đi tới nơi này thì không đi đâu cả, tuy những cường giả thế hệ trước che đậy chân thân, nhưng mà có không ít người cũng ẩn ẩn có thể đoán được, những cường giả thế hệ trước này là mị linh, thậm chí có có thể xuất thân từ truyền thừa như vô cầu tam tông. mươi 1845, thần tình, hai cũng chỉ có những truyền thừa như thế mới chú ý tới nơi như vậy, càng khiến người ta sinh ra hứng thú với nơi đây. Đương nhiên, cho dù rất nhiều người tràn ngập hứng thú với nơi này, bởi vì có những đại nhân vật ở đây, người nào ở đây cũng không dám làm càn, không dám lỗ mãng. Nơi này bị người ta xưng là giếng bị vứt đi, thậm chí từng có đồn đãi nói, nơi này là một cái giếng thần, thần tình, có thần tuyền chảy qua, nhưng mà về sau không biết vì nguyên nhân nào, giếng thần khô héo, không có thần thủy xuất hiện. Mặc dù là như thế, đồn đãi nói mỗi lần xuyên hải toa xuất hiện đều có đại nhân vật của Mỹ Linh tới nơi này nghiên cứu giếng thần, muốn mượn giếng thần này làm lỗ hỏng, sau đó cởi bỏ một ít bí mật của tàn phá mỹ cành. Có một ít đồn đãi nói, Chú ý tới giếng thần này nhất chính là vô cấu tam tông, có ghi lại cho rằng, mỗi lần tàn phá mị cảnh xuất hiện thì cường giả vô cấu tam tông đều tự mình đi tới nơi này, muốn tìm vào nghiên cứu. Chính là vì như thế, rất nhiều người suy đoán những cường giả che giấu thân phận này chính là người của vô cấu tam tông, trong thế hệ trẻ, viêm dương long cùng lâm đạo đồng danh khí cao nhất vẫn không rời đi, bọn họ thậm chí chờ đợi giếng thần có thể có thần thủy chảy ra. Bởi vì bọn họ xuất thân từ tứ đại môn phái, trong tông môn của bọn họ có ghi lại, nếu như nói trong tàn phá mị cảnh có nơi nào đáng khiến người ta lưu ý nhất cái giếng thần này là một trong số đó đặc biệt đối với lâm đạo đồng mà nói hắn càng chú ý tới giếng thần này bởi vì đồ đãi nói thần thủy nơi này có tác dụng trọng yếu với người thu luyện vô cấu thể viêm dương long cùng lâm đạo đồng đi tới giếng thần nơi này bọn họ đã khảo sát qua giếng thần nhưng mà lại không thu hoạch được gì giếng thần hoàn toàn khô héo căn bản cũng không có thần thủy trong truyền thuyết nhưng mà những đại nhân vật che đậy chân thân không có rời đi bọn họ vẫn đang khảo sát giếng thần viêm dương long cùng lâm đạo đồng cũng không muốn rời đi trong lòng bọn họ hy vọng đại nhân vật có thể khảo sát ra thứ gì đó nói không chừng bọn họ có thể ở sau lưng những đại nhân vật này đạt được thứ tốt Khung nhân ăn long cân kia tới rồi thời điểm này không biết ai lên tiếng trong đám người bạo động lên rất nhiều người nhao nhao xem xét chỉ thấy lý thất giả chậm rãi đi tới bên người còn có hai đồng tử lý thất giả đã đến không chỉ khiến viêm dương long cùng lâm đạo đồng nhìn qua một ít tại nhân vật che đậy chân thân cũng nhìn qua lý thất dạ lý thất dạ đi tới rất nhiều người nhao nhao tránh đường cho hắn đó cũng không phải bởi vì người ở đây sợ hãi lý thất dạ mà là vì nghiễm hải thái tử nói muốn ăn sống lý thất dạ rất nhiều người ở đây xem lý thất dạ như ôn thần ai đụng phải thì xui xẻo lớn dám ở trước mặt nhiều người ăn long cân chuyện này quá điên cuồng nhìn thấy tiểu tử nhân tộc trước mặt cho dù rất nhiều người biết lý thất dạ sẽ trở thành đồ ăn của nghiễm hải thái tử sẽ bị nghiễm hải ngư phá tan thành từng mảnh nhưng không ít người vẫn sinh ra bội phục với hắn phóng nhãn cả thiên hạ có mấy người dám ở trước mặt người ta ăn long cân có mấy người dám khiêu khích nghiệm hải ngư như thế bá đạo và kiêu ngạo như vậy đúng là làm cho người ta kính nể nhìn thấy lý thất dạ đi tới hai mắt lâm đạo đồng bắn ra hàn quang trong lòng của hắn đã sớm muốn đánh chết lý thất dạ nhưng mà lý thất dạ giết chết công tôn thiến nhi thì nội tâm của hắn kiêng kỵ không rõ ràng thực lực của lý thất dạ thì hắn không dễ dàng động thủ với lý thất dạ mặc dù là như thế lâm đạo đồng âm thầm gọi một người tới hắn phân phó tên đệ tử này đi thông chi nghiễm hải thái tử chỉ cần nghiễm hải thái tử đến tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ lý thất dạ đã đến thì nhìn qua những người khác hắn lười nhác nhìn quanh ánh mắt nhìn qua đám đại nhân vật đang che đậy chân thân cười lên nói ra đều tới xem có vô cấu tuyển thủy hay không a có một số việc không nên quá mức tham lam những đại nhân vật che đậy chân thân cũng không nói lời nào bọn họ chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó lý thất dạ cười lên cũng người nói thêm cái gì, nhảy vào giếng thần, cẩn thận xem xét một phen. Giếng thần chỉ là một cái hố lõm mà thôi, nếu quả thật muốn từ nơi này tìm ra một ít thứ không tầm thường gì đó, đây cũng chỉ có vách tường giếng thần hơi nổi bật mà thôi, nhìn qua giống như miệng ưng, trừ chuyện này ra không còn thứ không tầm thường gì khác. Trên thực tế trước khi Lý Thất Dạ tới, sớm đã có rất nhiều người nhảy xuống giếng thần quan sát kỹ, thậm chí có người dùng thần niệm quét qua từng tác đất nơi này, nhưng mà không có phát hiện cái gì nhìn thấy lý thất dạ nhảy xuống giếng thần cẩn thận quan sát một vòng viêm dương long đứng trên giếng thần cười lạnh nói ra bao nhiêu tiên hiền mỹ linh dùng thần niệm nhìn qua đều không phát hiện cái gì mắt thường đều có thể nhìn ra được huyền cơ đây là chuyện hoang đường viễn vông viêm dương long cùng lý thất dạ cũng không có cửu hận gì cũng không ân oán vốn hắn xuất thần từ thái dương tông căn bản không cần phải khó dễ tiểu từ nhân tộc như lý thất dạ nhưng mà hắn không quen nhìn thái độ hung hăng càn quấy của lý thất dạ không quen nhìn tư thái cao cao tại thượng của lý thất dạ trong mắt viêm dương long xem ra, sư phụ thái dương vương của hắn chính là tiên thể vô địch đều không có kiêu ngạo như vậy, cũng không có cao cao tại thượng như vậy, dựa vào cái gì một tiểu tử, tử nhân tộc dám hung hăng càn quấy, dám cao cao tại thượng, đi tính toán là cái gì. Thời điểm lý thất dạ xem xét giếng thần, hắn quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng lườm viêm dương long, cười lên, nói ra, không nên lấy tiên hiền mỹ linh ra phụ trợ chính mình, bản thân ngươi không tìm ra huyền cơ gì, liền trực tiếp nói rõ là ngươi ngu xuẩn, tất cả mọi người có thể hiểu được không nên chế nhạo người khác. Trước mặt bao nhiêu người bị Lý Thất Dạ cười nhạo như thế, Viêm Dương Long lập tức không có mặt mũi, hắn giàu gì cũng là nhân vật uy tín lâu năm, sư phụ Thái Dương Vương của hắn có thể uy hiếp cả Bích Dương Hải, không biết sống chết, khẩu khí thật là lớn. Tận mắt nhìn thấy Lý Thất Dạ giết công tôn Thiến Nhi, Viêm Dương Long cũng biết Lý Thất Dạ không kém, nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn cũng sẽ không yếu thế, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng có thể tìm ra manh mối gì, đây quả thật là chuyện cười to lớn không biết tự lượng sức mình, vậy sao? Lý thất dạ cười lên, lười biếng nói, nhìn bộ dáng của ngươi như vậy, chính là tự cho rằng mình siêu phàm, nếu như ta thật từ trong giếng thần tìm ra cái gì đó, có phải mặt mũi của ngươi không biết giấu ở nơi nào sao? Nếu như ngươi có thể tìm ra thần thủy, ta không nói hai lời, sẽ ăn sạch bùn quanh giếng thần này, viêm dương long trong thời gian ngắn chẳng biết phát tính tính gì, cười lạnh nói. Chương 1846, vô cấu thủy lúc này lâm đạo đồng đứng chung với viêm dương long cười âm hiểm, nói ra, Dương Long Huynh, ngươi cũng không nên làm khó người ta nha, chỉ bằng một tiểu bối nhân tộc cũng có thể tìm ra thần thủy, đây không phải chuyện đầm rồng hăng hồ sao. Lúc này đa số tu sĩ đứng sang bên cạnh, đều không muốn đi gây phiền toái như vậy, về phần những đại nhân vật đang che đậy chân thân, đang dùng bộ dáng xem náo nhiệt, lý thất giả dạ lườm viêm Dương Long, hắn tươi cười, nói, không nên quên lời của ngươi, nhớ rõ nên ăn sạch bùn đất quanh đây. Ngươi bị lý thất dạ nhục nhã như thế. Sắc mặt viêm dương long khó coi tới cực điểm, hai mắt bắn ra sát cơ đáng sợ Lý thất dạ chẳng muốn đi để ý đến hắn lấy chén ngọc đặt trước người sau đó chậm rãi ngồi xuống sau đó nhắm mắt dưỡng thần lúc này người bên cạnh Diếm Thần ngừng thở nhìn chăm chăm vào rất nhiều người thấy tư thái tự tin của Lý thất dạ như thế bọn họ đúng là muốn xem Lý thất dạ có thật tìm được thần thủy hay không trên thực tế còn có rất nhiều người tính toán nhỏ nhặt nếu như Lý thất dạ thật sự tìm được thần thủy bọn họ chẳng phải có thể phân nửa chén canh sao? về phân ván cược giữa viêm dương long và lý thất dạ chuyện này chẳng có liên quan tới bọn họ dù sao chẳng ai đi tìm chuyện với thái dương tông chính đảng tề văn cùng diệp đồ cũng ngừng thở hai người bọn họ thậm chí nghĩ muốn xem lý thất dạ sáng chế kỳ tích thế nào bọn họ có lòng tin vào lý thất dạ đặc biệt là đảng tề văn hắn tuyệt đối tin tưởng lý thất dạ có thể dẫn xuất thần thủy thời gian chậm rãi đi qua nhưng mà giếng thần vẫn bình tĩnh không có biến hóa gì cả nhìn thấy cảnh này viêm dương long cười lạnh một tiếng nói ra nếu như làm thế có thể dẫn xuất thần thủy, như vậy khắp tàn phá mỹ cảnh đều là bảo tàng, hắc. Ít ở đó giả thần giả quỷ, nếu như hiện tại nhận thua còn kịp, niệm ngươi còn trẻ tuổi, ta đại nhân có đại lượng, cũng không so đi nhiều với ngươi, ở trước mặt mọi người quỳ xuống khấu đầu ba cái. Phốc một tiếng nước chảy vang lên, viêm dương long còn chưa dứt lời, đột nhiên dưới bùn đất giếng thần có cột nước nhỏ bay lên, cột nước phun lên giống như long phù nước, cột nước nhỏ này rơi vào chén ngọc của lý thoát dạng. Thần thủy rót vào chén ngọc giống như kim châu lưu động, vang lên âm thanh thanh thúy dễ nghe, nghe được âm thanh này, mọi người đều biết nó là thần vật, trong nháy mắt, chén ngọc đã đầy, lúc này cột nước cũng biến mất, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thần thủy trong chén ngọc có sương mù lượn lờ, sương mù này giống như tiên khí, thời điểm nào cũng đang lưu động, giống như một đóa hoa sen nở rộ, đóa hoa sen này giống như mỹ ngọc điêu khắc thành, thập phần xinh đẹp, thập phần rung động lòng người, ai nhìn thấy cũng tim đập thình thịch. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người cũng bất khả tư nghị nhìn qua cảnh này, ai cũng không nghĩ tới cái giếng thần bỏ đi này còn có thần thủy. Phu cấu thủy lúc này những đại nhân vật che giấu chân thân nhìn thần thủy trong chén ngọc của Lý Thất Dạ, có người chấn động, nói ra. Lý Thất Dạ nhìn qua bọn họ một chút, nhàn nhạt, nhạt, nói, nên có được, các người cũng có được, lại có lòng tham, chỉ sợ lão tạc thiên cũng nhìn không được, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở vào địa đài đào ba thước hay sao? Lão nhân kia giật mình một chút, hắn không nói lời nào, nhưng mà không người với Lý Thất Dạ, yên lặng đứng qua một bên, nghe được lời này, Diệp Đồ hóa thành đồng tử, trong nội tâm lập tức chấn động, hắn hiểu những đại nhân vật che đậy chân thân này xuất thân từ đâu. Lúc này Lý Thất Dạ mang chén ngọc chứa vô cấu thủy đưa cho Diệp Đồ, nói ra, nước này thích hợp với ngươi, tuy nhiên không nhiều bằng nước trong vô cấu tuyển, nhưng đây dù gì cũng là mẫu tuyển, một ly vô cấu thủy như thế sẽ có lợi ích to lớn với ngươi. Tâm thần Diệp Đồ chấn động, vô cấu tam tông có được vô cấu tuyển, nhưng mà vô cấu tuyển chỉ có mấy lão tổ vô cấu tam tông mới có thể nhìn thấy, những đệ tử khác căn bản không có tư cách gặp được, Diệp Đồ tiếp nhận chén ngọc, cảm tạ lý thất dạ, lòng cảm kích không biết lời nào báo đáp. Đạo huynh lúc này Lâm Đạo Đồng làm bộ dáng tư thái thấp quỳ gối trước Diệp Đồ, nói ra, chủ nhân nhà ta chính là chủ nhân Tị Trần Dương, lão nhân gia ông ta cần gấp một chén vô cấu thủy, không biết huynh đài có bán chén vô cấu thủy này hay không. Lâm Đạo Đồng không dám đi cầu lý thất dạ, hắn bỏ qua cầu Diệp Đồ cũng không thể trách lâm đạo đồng phóng thư tháo thấp như thế bởi vì vô cấu thủy thứ này với vô cấu thể của tị trần Dương có lợi ích thật lớn lâm đạo đồng cũng mang phân lượng nói ra rất nặng dùng danh nghĩa chủ nhân tị trần dương mua chén vô cấu thủy của diệp đồ rác sưởi ở đâu lăn tới đây diệp đồ vẫn không nói gì lý thất dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ra là địch với lão tử còn muốn bàn chuyện mua bán cút đối với địch nhân của mình lý thất dạ căn bản không cho tình cảm Lý thất dạ không có động thủ lấy đầu của hắn là đủ nhân từ rồi, người trước mặt nhiều người như vậy bị lý thất dạ quát tháo, sắc mặt lâm đạo đồng khó coi tới cực điểm. Lúc này hắn tức giận run rẩy, nhưng mà không phát tính tình, đây là bản thân hắn tự tìm nhục, nhưng mà đối với hắn mà nói, chén vô cấu thủy này quá hấp dẫn người, hắn biết rõ sẽ lâm vào kết cục như vậy, cũng nhịn không được mở miệng với dược đồ. Lý thất dạ không để ý tới lâm đạo đồng, hắn nhìn qua viêm dương long, lười biếng nói, hiện tại ngươi có nên ăn bùn đất nơi đây sạch sẽ hay không? dưới cái nhìn của lý thất dạ phim dương lòng lui về phía sau một bước sắc mặt của hắn vô cùng khó coi trong khoảng thời gian ngắn hắn đâm lao phải theo lao vừa rồi hắn nói quá tuyệt đường lui hiện tại lý thất dạ thật sự dẫn ra vô cấu thủy nhưng mà bảo hắn ở trước mặt bao người ăn sạch bùn đất quanh giếng thần hắn làm không được nếu như hắn thật sự ăn sạch bùn đất ở đây như vậy về sau hắn không cần lăn lộn nữa đây là mất hết mặt mũi của hắn mất hết mặt mũi của sư phụ thái dương vương của hắn cũng làm mất mặt thái dương tông như thế nào dám khoe khoang khoác lác không dám đi làm sao lý thất dạ lười tiếng nói ngươi 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 là vận khí rất tốt đạt được vô cấu thủy đây là một kỳ tích phim dương long không muốn đi ăn bùn đất hắn tìm lý do nam tử hắn nói được làm được nhưng đi gặm bùn đi lý thất dạ lạnh lùng nhìn hắn nói ra lúc này người bốn phía cũng ngừng thở không có người nào nguyện ý đi nhảy vào vũng nước đục này chỉ đứng ngoài quan sát tiểu tử ngươi ngươi đừng khinh người quá đáng sắc mặt phim dương long đỏ lên thật vất vả mới nghẹn ra một câu như vậy, lớn tiếng nói. Người có tâm nhục nhã Thái Dương Tông, có chủ tâm nhục nhã sư phụ Thái Dương Vương của ta chương 1847, tiện tay giết địch, một lúc này viêm dương long vô kế khả thi, chỉ có thể chụp mụ lý thất dạ, kéo chuyện này to lớn lên, chuyển tông môn bản thân ra, chuyển sư phụ của hắn ra. Nếu như Thái Dương Tông các ngươi là mặt hàng nói không làm như thế, vậy chỉ có thể nói các người là đồ nhu nhược, ta nhục nhã Thái Dương Tông các ngươi thì thế nào, lý thất dạ ước gì chuyện này náo lớn, hắn nói: "Sư phụ Thái Dương Vương của ngươi có thể dạy ra kẻ nhu nhược như ngươi, ta xem ra sư phụ của ngươi cũng là kẻ chẳng ra gì." Lý Thất Dạ nói ra lời này làm tất cả mọi người hít khí lạnh, cũng dám trước mặt nhiều người như thế mắng chửi Thái Dương Vương, điều này thật sự là quá bá đạo, thậm chí có thể nói đây là tự tìm đường chết. Lần này làm cho Viêm Dương long khó giải thoát, vào thời khắc này, chuyện gì đã không trọng yếu, Lý Thất Dạ nhục nhã Thái Dương Tông, nhục nhã sư phụ Thái Dương Vương của hắn, đúng là đáng chết tiểu xúc xanh, dám nhục sư phụ ta, tội đáng chết vạn lần, viêm dương long quát một tiếng, tức giận kêu lên, nhưng nghị nói ra. Nhục ma sư phụ thái dương vương của ta, giết không tha, xương long huynh, loại tiểu xúc sinh này dám nhục mạ thái dương vương, chính là địch với cả thái dương tông, là địch với cả mỹ linh, loại tiểu xúc xanh này nên bầm thây vạn đoạn, lâm đạo đồng còn ước gì kéo thêm địch nhân cho lý thất giả. Lý thất giả vốn muốn chuyện này náo lớn, mà lâm đạo đồng cùng viêm dương long thì triển thủ đoạn như vậy hắn càng tình nguyện thấy hắn tê cười chỉ vào lâm đạo đồng cùng viêm dương long vừa cười vừa nói đây chính là nhân vật kiệt xuất của mỹ linh sao trình độ như vậy có thể xưng là nhân vật kiệt xuất như vậy mỹ linh còn không biết xấu hổ xưng là con cưng của trời sao loại rác rưởi này trong mắt ta còn không bằng con sâu cái kiến về phần cái gì thái dương vương cái gì tị trần dương trong mắt của ta còn không bằng chó má lý thất dạ nói ra lời này lập tức làm lâm đạo đồng cùng viêm dương long đỏ mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ bởi vì ân oán mà kéo môn phái ra, nhưng mà lý thất dạ càng ở trước mặt nhiều người mắng tông môn của bọn họ, như vậy làm sao bọn họ có thể sống thang được. Khẩu khí thật là lớn, không biết sống chết lúc này một tiếng quát lạnh vang lên, lúc này một thanh niên đạp không đi tới, thanh niên này toàn thân huyết khí phún dũng, hào quang trùng thiên, uy vũ bức người, nhìn qua có tư thái long hổ, đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cử chỉ vanh vào tự đắc, hùng mãnh mà cao ngạo. Sau lưng thanh niên này có không ít lão giả những lão già này khí huyết bức người không có ai là người yếu nghiễm hải thái tử đến nhìn thấy thanh niên này không ít người nhanh chóng nhường đường trong nội tâm sợ hãi có người kinh hô một tiếng nghiễm hải thái tử trưởng tử tộc trưởng nghiễm hải tộc người cầm lái nghiễm hải tộc tương lai hắn có được uy danh lan sang ngũ hổ tứ hải nhìn thấy nghiễm hải thái tử đã đến lâm đạo đồng cùng viêm dương long cảm thấy vui vẻ với bọn họ mà nói đây thật sự là cơ hội ngàn năm có một có nghiễm hải thái tử Lý Thất Dạ tiểu tử nhân tộc này không chết cũng khó. Nghiễm Hải thái tử đáp xuống bên cạnh giếng thần, khí thế của hắn cao ngạo, bao quát nhìn qua Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, ngươi chính là Lý Thất Dạ đúng không? Ngươi muốn chết thế nào? Lý Thất Dạ cười lên, nhàn nhã nói, ta muốn chết như thế nào, ta còn chưa có nghĩ ra, nhưng mà ngươi chết thế nào thì ta nghĩ kỹ rồi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Nghiễm Hải thái tử, cười rộ lên, nói ra, đổi lại là ngày bình thường, ta sẽ xé xác ngươi ra ăn long cân, nhưng mà hôm nay ta không có hứng thú. Hôm nay ta sẽ tháo đầu của ngươi xuống, cho thủ hạ của ngươi mang trở về, trở về nói với nghiệm hải tộc của các ngươi biết, nói cho phụ thân của ngươi biết, nói có ta xuất hiện, thế giới có bao xa, nghiệm hải tộc tự các ngươi cút đi thật xa, nếu không, ta gặp một sẽ giết một, gặp hai giết một đôi. Lý thất dạ nói ra câu này, chuyện này làm rất nhiều người chung quanh hít khí lạnh, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, lời này hung hăng càn quấy tới mức rối tinh rối mù, đây không chỉ là địch với nghiệm hải tộc, đây là tuyên chiến với cả nghiệm hải tộc, ha 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 ha, ha, cặp một giết một, đến hai giết một đôi. Nghe được câu này, nghiệm hải thái tử cười như điên, nói ra, chỉ bằng một mình ngươi sao, ha ha ha, cho dù là toàn bộ nhân tộc ở thiên linh giới cũng không có tư cách là địch với nghiệm hải tộc, nghiệm hải tộc chúng ta muốn tiêu diệt nhân tộc cũng không phải chuyện khó khăn gì. Một ngày nào đó, nghiệm hải tộc chúng ta sẽ xem nhân tộc các ngươi là đồ ăn, vậy sao Lý Thất Dạ cười lên, hắn nói xong bước lên một bước tới chỗ nghiệm hải thái tử mà người bên cạnh nhiễm hải thái tử hét lớn một tiếng, có lão giả quát, tiểu bối ngông cuồng, tiến lên nhận lấy cái chết. Hét lớn một tiếng, đám lão giả bên người nhiễm hải thái tử tiến lên công kích lý thất dạ, bọn chúng ra tay không lưu tình, vừa ra tay chính là từng đạo tia chớp trùng kích vào lý thất dạ. Bọn họ đều là cường giả, tia chớp này mạnh hơn nhiễm hải ngư khác không biết bao nhiêu lần, dòng điện giống như sóng to gió lớn bao phủ lý thất dạ, muốn đánh lý thất dạ thành than cốc, trừ lão, chúng ta giúp người giúp một tay, giúp nhiễm hải tộc trừ hắn trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi này, viêm dương long cùng lâm đạo đồng nhìn nhau, bọn họ lập tức ra tay, nhưng mà bọn họ đánh giết không phải là lý thất dạ, mà là đánh về phía đằng tề văn cùng diệp đồ. lâm đạo đồng công kích diệp đồ, mà viêm dương long thì trực tiếp ra tay với đằng tề văn, bọn chúng làm như vậy nói là hiệp trợ nhiễm hải tộc một tay, trên thực tế đều có tâm tư của mình, đặc biệt là lâm đạo đồng, hắn muốn đạt được vô cấu thủy trong tay diệp đồ. thấy lâm đạo đồng đánh giết tới, sắc mặt diệp đồ đại biến tuy hắn là đường chủ vô cấu tông nhưng mà so sánh với lâm đạo đồng thì hắn không chiếm ưu thế càng huống chi lâm đạo đồng tu luyện vô cấu thể thấy lâm đạo đồng đánh giết tới diệp đồ biến sắc hắn sử dụng bảo vật của mình thi diễn công hóa vòng tay xoay quanh liên tục đồ đằng hiện ra nó giống như mai dù huyền vũ cực lớn muốn ngăn cản lâm đạo đồng nhưng mà chỉ nghe ông một tiếng thân thể lâm đạo đồng sinh ra hào quang mạnh mẽ thánh thiết cao quý đây là vô cấu thể của hắn vạn pháp không dính hắn lập tức vượt qua bảo vật của Diệp Đồ, xuyên thấu qua phòng ngự của Diệp Đồ. Một tay bắt lấy Diệp Đồ, hắn muốn bắt sống Diệp Đồ, mà cùng lúc đó Viêm Dương Long thi triển hỏa diễm mạnh mẽ, hắn tu luyện Thái Dương thể, một bước tiến thẳng về phía Đằng Tề Văn, đây là xu hướng liệt hỏa đốt trời, muốn đốt chết Đằng Tề Văn. Chương 1848. Tiện tay giết địch, hay nhưng mà Đằng Tề Văn mạnh hơn Viêm Dương Long rất nhiều, hắn hừ lạnh một tiếng, một bước tránh lui ngàn dặm, rời xa xích Viêm, đối với hắn mà nói, chém giết viêm dương long cũng không phải việc khó nhưng mà hắn đang suy nghĩ có nên là địch với thái dương tông hay không nhưng mà viêm dương long không có chừng mực thét dài một tiếng hỏa diễm giống như cự long lao tới cắn giết đằng tề văn đồ không biết sống chết chỉ trong nháy mắt ánh mắt lý thất dạ mãnh liệt hắn cũng không nhìn mấy tên lão già của nghiễm hải tộc oanh một tiếng cổ hư chân văn hiển hiện, hiện mặc kệ đám lão già nghiễm hải tộc mạnh cỡ bao nhiêu dòng điện như sóng to gió lớn của bọn chúng bị cổ hư chân văn thôn vệ sạch sẽ còn chưa đủ nhét kẽ răng của cổ hư Trần Văn cùng lúc đó Lý thất giả cũng không có đuổi giết Niệm Hải Thái tử mà là tiện tay vẽ một cái một cái thần ấn xuất hiện oanh một tiếng thần ấn chấn áp thẳng vào lâm đạo đồng lâm đạo đồng biến sắc lập tức vận dụng vô cấu thể tới cực hạn giống như một đóa hoa sen nở rộ hắn muốn đương tựa vào vô cấu thể của mình ngăn cản thần ấn phanh một tiếng nhưng mà mặc kệ vô cấu thể của lâm đạo đồng phát huy tới trình độ nào đều không thể tránh được thần ấn tiếng nổ lớn vang lên thân tể lâm đạo đồng bị trấn áp dưới thần ấn máu tươi tung tóe trong thời gian này lý thất giả lại tiện tay bắn ra một đạo pháp tắc kiều keng một tiếng pháp tắc như mũi tên nhọn bắn thẳng vào viêm dương long đang tấn công đằng tề văn a à, tiếng hét thảm thiết vang lên viêm dương long căn bản không có khả năng né tránh pháp tắc này thân thể của hắn bị pháp tắc đóng đinh trên mặt đất đùng cũng trong thời gian cực ngắn đó cổ hư chân văn thôn vệ tất cả dòng điện một dòng điện mạnh hơn bắn ra nghe được ba một tiếng hơn 10 lão giả nghiễm hải tộc bị dòng điện trùng kích bay ra ngoài, thời điểm ngã xuống đất thì khói xanh lượn lờ trên thân thể bọn họ, người ta ngửi được mùi khét, hơn 10 lão giả nằm. Trên mặt đất không thể động đậy, cũng không biết sống hay chết, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn, hơn nữa thời gian xảy ra quá nhanh, thậm chí có người trong khoảng thời gian ngắn còn không hiểu được xảy ra chuyện gì, tất cả xảy ra quá đột ngột, thậm chí có người vẫn không rõ rã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt nhiễm hải thái tử đại biến, hắn quát một tiếng, thét dài nói, điều xúc xanh, nhận lấy cái chết, dòng điện của hắn hóa thành trường đao, trường đao quét qua hóa thành dòng xoáy lôi điện to lớn, cuốn thân thể lý thất dạ vào trong đó, trong dòng xoáy lôi điện to lớn này có tiếng nổ vang không ngớt, mặt đất lay động. Uy lực như thế làm cho người ta biến sắc, Nghiễm Hải thái tử đã hóa lôi điện của mình thành thực chất, khó trách đã sớm có đồn đại Nghiễm Hải thái tử đã một cước bước vào đại hiền, xem ra thật sự không giả. Từ khi Nghiễm Hải thái tử vừa ra tay, mọi người đều biết cho dù Nghiễm Hải thái tử không phải đại hiền cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy vòng xoáy lôi điện, Lý Thất Dạ không thèm nhìn nhiều, tiện tay vung một trường, phanh một tiếng nổ vang, vòng xoáy lôi điện vỡ tan, nhưng mà dư ba của cái vung tay này chưa chấm dứt, lập tức quất vào người của Nghiễm Hải thái tử, một trường này có tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức là người ta không rõ. Nghiễm Hải thái tử không có cơ hội tránh né, phanh một tiếng, Nghiễm Hải thái tử bị một trường đánh bay, thân thể của hắn dán lên mặt đất, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người hoảng sợ, có người hét lên một tiếng, nói ra. Đại hiền thời điểm này mọi người đã ý thức được, tiêu tử nhân tộc trước mắt chính là đại hiền, đại hiền chân chính, không giống nhiễm hải thái tử chỉ hướng ra người ngoài xưng là đại hiền, trên thực tế hắn chỉ bước một cướp vào cảnh giới đại hiền mà thôi. Chỉ có đại hiền chính thức mới có thể một tát đánh bay nhiễm hải thái tử còn cách cảnh giới đại hiền rất gần. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện vô cùng yên tĩnh, rất nhiều người trong lòng ính ra sợ hãi, có không ít người cũng nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thế hệ trẻ của nhân tộc lúc nào sinh ra đại hiền trên thực tế bất luận là thời đại nào nếu như còn trẻ tuổi đã bước vào cảnh giới đại hiền đó đều là thiên tài cho dù không thể uy hiếp thiên hạ thì cũng có thanh danh hiền hách nhưng mà trước đó chưa từng có ai nghe nói qua tên của lý thất dạ huống chi nhân tộc tại thiên linh giới rất hiếm thấy thế hệ trẻ có đại hiền thì sớm dương danh thiên hạ rồi lúc này rất nhiều người nhìn qua lý thất dạ đặc biệt là người đạo hạnh nông cạn trong nội tâm chấn động mạnh trong nội tâm âm thầm may mắn may mắn không có xung đột với lý thất giả nếu không bị một đại hiền giết đó là chuyện không ai đứng ra báo thù cả lúc này lý thất giả mới chậm rãi xoay người lại hắn đi tới trước mặt lâm đạo đồng bị trấn áp lâm đạo đồng bị thần ấn chấn áp thân thể của hắn đã vỡ ra máu tươi nhuộm đỏ bùn đất dưới thần ấn lâm đạo đồng muốn dãy giụa hắn không ngừng vận chuyển vô cấu thể của mình nhưng mà căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào hắn hoàn toàn bị chấn áp lại lý thất giả lạnh lùng nhìn hắn một cái nói ra. Vừa rồi ta không có lấy mạng của ngươi, chính là muốn cho ngươi chết rõ ràng mà thôi, khiến ngươi hiểu rõ mình chết như thế nào lúc này sắc mặt lâm đạo đồng trắng bệch, hắn hét lớn, ta, ta, chủ nhân của ta chính là chủ tôn tị Trần Dương. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, tiếng răng rác vang lên, lý thất dạ một cước đạp nát đầu của hắn, đi đời nhà ma, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, trong lòng rất nhiều người chấn động mạnh, bị người ta một cước đạp nát đầu lâu, chết như vậy quá biệt khuất, lý thất dạ đi qua, nhìn Viêm Dương Long, cười lên, nói ra. Ta là người rất nhân từ, nếu như ngươi bây giờ ăn sạch bùn đát, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Viêm Dương Long bị pháp tắc đóng đinh trên đất, muốn động cũng không thể động đậy, hắn dốc sức liều mạng dãy ruộng nhưng không thể làm gì cả. Viêm Dương Long cũng muốn dùng thái dương thể thiêu hủy pháp tắc, nhưng mà mặc kệ thái dương thể của hắn phát huy thế nào đều không thể phá hủy pháp tắc này. Thậm chí có thể nói viêm dương long đã đốt sạch bùn đất chung quanh, nhưng mà vẫn không thể đốt trái đạo pháp tắc này. Nghe Lý thất dạ nói chuyện, viêm dương long quát một tiếng, hét lớn, họ Lý, người có bản lĩnh liền giết ta, nhục nhã bồn thiếu gia thì tính là bồn sự gì, cho dù bồn thiếu gia chết, cũng không đi ăn bùn đất, viêm dương long có vài phần xương cứng, sắp chết đến nơi vẫn không cầu xin, miệng cũng rất cứng. Nếu người đã nói như vậy, ta đây sẽ thanh toàn cho người, Lý thất dạ nhàn nhã cười nói, đến đây đi, có giỏi thì giết ta, nếu không ngươi chính là bọn hèn nhát. Lúc này viêm dương long điên cuồng hét lên, thái dương tinh hỏa bao phủ thân thể của hắn, thân thể giống như núi lửa khổng lồ bộc phát, làm cho không người nào có thể tới gần được chương 1849. Đi đầu lâu lúc này viêm dương long cũng muốn mượn thái dương thể hộ mệnh cho mình, chỉ cần lý thất dạ không cách nào phá thái dương thể của hắn, như vậy cũng không cách nào giết hắn. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh như vậy, cũng giật mình. Viêm Dương Long cũng bị đóng đinh trên đất vẫn còn uy thế đáng sợ như thế, tiên thể chính là tiên thể, đây là thể chất khác không bằng được, lý thất dạ làm sao không nhìn thấu suy nghĩ của hắn chỉ cười lên nói ra chỉ là múa diều qua mắt thợ mà thôi chỉ bằng thuốc thái dương thể này của ngươi cũng muốn bảo vệ tính mạng ngươi đã dựa vào thái dương thể bảo vệ tính mạng rất tốt ta là người ưa thích đạp nát hy vọng của người khác lý thất dạ nói như thế chỉ tiện tay phủi qua chấn áp viêm dương long nhưng mà thái dương thể của viêm dương long uy lực cường đại hơn nữa cũng không thể làm gì lý thất dạ dùng bàn tay áp xuống thái dương thể như núi lửa khổng lồ phun trào của viêm dương long giống như ngọn nén sắp tàn trong gió cả thái dương thể thoáng cái dập tắt thái dương tinh hỏa đang bộc phát cũng biến mất cảnh này vô cùng rung động lập tức chấn diệt tiên thể thủ pháp bá đạo bực nào hung tàn ra sao không viêm dương long nằm mơ cũng không nghĩ tới thái dương thể dưới một cái phủi tay của lý thất dạ cũng không chịu nổi đáng tiếc lúc này cho dù hắn muốn hối hận cũng không kịp dưới chấn áp này hắn giống như thái dương tinh hỏa bị tiêu diệt vào lúc này tràng diện vô cùng an tĩnh tất cả mọi người sinh ra hàn khí trong lòng tất cả mọi người hiểu tiểu tử nhân tộc trước mặt là kẻ hung ác căn bản không sợ bất cứ kẻ nào hắn dám ở trước mặt người trong thiên hạ chém giết đạo đồng của lâm đạo trưởng và đệ tử của thái dương vương điểm này nói rõ hắn bá đạo hắn căn bản không quan tâm là địch với lâm đạo trưởng thái dương vương hay bất cứ kẻ nào cả giết viêm dương long lúc này lý thất giả mới chậm rãi đi đến trước mặt nghiễm hải thái tử lúc này toàn thân nghiễm hải thái tử vỡ vụn thân thể giống như gốm sứ, vỡ thành ngàn vạn phiến, dường như chỉ cần đụng nhẹ là thân thể của hắn tan nát. Nghiễm hải thái tử nằm trong vùng máu, không thể động đậy, nhìn thấy lý thất dạ, hắn vẫn hung ác, lạnh lùng nói, được làm vua thua làm giặc, chỉ trách ta học nghệ không tinh, muốn chém giết muốn dốc thì tùy ngươi, nghiễm hải tộc sẽ báo thù cho ta, một ngày nào đó, nghiễm hải tộc sẽ huyết tẩy cửu tộc của ngươi. Cho dù là sắp chết, nghiễm hải thái tử vẫn không thay đổi bản tính hung tàn của nghiễm hải ngư, vẫn cực kỳ hung ác, ta sẽ, ta sẽ chờ nghiễm hải tộc tới tìm ta báo thù cho ngươi, ta chờ máu hàng tỉ nghiễm hải ngư nhuộm đỏ biển xanh, lý thất dạ cười cười, ra tay gọn gàng, chém đầu của nghiễm hải thái tử xuống. Sau khi bị cắt đầu, đôi mắt nghiễm hải thái tử vẫn mở to ra, cho dù là chết thì hắn vẫn mở to mắt nhìn chăm chăm vào địch nhân, đùng một tiếng nổ vang. Lúc này năm ngón tay lý thất dạ mở ra, tia chớp bắn ra ngoài, hơn 10 lão giả sắp chết. Nhưng mà lúc này vì lý thất dạ dùng tia chớp nướng thành đống cho tàn, chỉ để lại một người sống. Thời điểm chờ tên lão già còn sống kia tỉnh táo lại đứng lên, Lý thất giả đã dùng một cái hộp cho đầu Lâu Nghiễm Hải thái tử vào trong, Để cho lão già này, hắn cười nói: "Mang cái đầu này về cho Nghiễm Hải tộc, giao cho tộc trưởng của các ngươi, nói cho hắn biết, nói cho cả nhiễm Hải tộc biết, đừng tới tìm ta gây phiền toái, đừng tới chọc ta, nếu không kết cục của con hắn chính là kết cục của hắn, nếu như sau này Nghiễm Hải Ngư dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ giết tất cả." Lão già Nghiễm Hải tộc tức giận run rẩy, Cương mặt của hắn vặn vẹo, cuối cùng hung ác nói, ta sẽ chuyển cáo không sót một chữ, nói xong, mang theo đầu lâu nghiệm hải thái tử rời khỏi. Đối với Lý Thất Giả dạ nói như vậy, tất cả mọi người thoáng im lặng, nói như thế nào thì nghiệm hải ngư cũng là nhân vật hung ác, gần đây đều tranh cờ háo thắng. Hành vi của Lý Thất Giả dạ đã chọc giận cả nghiệm hải tộc, đến lúc đó chỉ sợ là hàng tỷ nghiệm hải ngư của nghiệm hải tộc sẽ tới tìm Lý Thất Giả dạ liều mạng, thời điểm tất cả mọi người im lặng thất thần, Lý Thất Giả dạ vỗ vỗ tay cười nhìn đằng tề văn cùng diệp đồ nói ra tốt chúng ta đi thôi nơi này không có chuyện gì nữa rồi diệp đồ cùng đằng tề văn không nói hai lời đi theo lý thất giả rời khỏi lý thất giả đi không bao xa hắn quay đầu nhìn qua đám đại nhân vật đang ẩn nấp chân thân vừa cười vừa nói từ đâu tới đây thì về nơi đó đi xuyên hải toa không phải là nơi các ngươi có thể tham ngộ cho dù thủy tổ của các ngươi còn tại thế cũng không dám nói có thể tham ngộ ra cái gì những đại nhân vật che đậy thân phận không nói cái gì bọn họ không có phản bác lý thất giả nói lý thất dạ rời khỏi tàn phá mị cành ra xuyên hải toa cuối cùng lý thất dạ quay đầu nhìn qua xuyên hải toa vẫn đang chạy đi nhìn thấy bất hệ chu được người ta gọi là xuyên hải toa trong lòng lý thất dạ thở dài một hơi hoặc là có một ngày như vậy à lúc xuyên hải toa chìm vào vô để hải câu thì tàn phá mị cành sẽ đóng lại sao dịp đồ nhìn qua xuyên hải toa nói ra lý thất dạ nhẹ nhàng gật đầu nói ra sẽ hoặc là nói thời điểm xuyên hải toa xuất hiện lần nữa còn xa lắm hoặc nói nó xuất thế lần nữa thì thiên địa ngài sẽ đổi khác rồi. Nói xong quay người liền đi. Đám người lý thất dạ vừa trở lại thiền hải than, lập tức có một đệ tử vô cấu tông đang chờ ở đó. Diệp Đồ biết được tin tức nên hưng phấn nói với lý thất dạ: công tử, tông môn đã có tin tức, tổ kình đang đợi công tử. Tốt, ta lập tức khởi hành. Lý thất dạ gật gật đầu, sau đó hắn vỗ vai Diệp Đồ cùng Đằng Tề Văn, vừa cười vừa nói: ta cũng nên đi, hảo hảo tu hành được rồi, có lẽ sẽ có một ngày tương kiến diệp đồ cùng đàng tề văn tạm biệt lý thất dạ đối với bọn họ mà nói đi theo lý thất dạ một thời gian ngắn giúp bọn họ có được lợi ích không nhỏ thậm chí có thể nói là được lợi cả đời biển cả biển cắt khôn cùng bích dương hải rộng lớn khó mà tưởng tượng biển cả sâu không thể phỏng đoán trong biển rộng bao la bát ngát này lại có bao nhiêu sinh linh cư trú ở đây lại có bao nhiêu sinh vật khó có thể tưởng tượng tại khu vực biên hoang của bích dương hải ở chỗ này đại dương mênh mông rộng lớn bởi vì nơi này cách trung ương bích dương hải quá mức xa xôi Nơi này trừ tôm cá ra, ít có chủng tộc hoặc tu sĩ giao thiệp, dưới đáy biển chính là từng ngọn núi chìm nổi, phóng mắt nhìn đi, giống như không nhìn thấy điểm cuối cùng. Trên phiến hải vực này cũng có rất nhiều hòn đảo xuất hiện, nhiều như sao trời, nhưng mà trên từng hòn đảo này không có ai cả, ở chỗ này chính là nơi tổ kình của vô cấu tông ngủ say, đương nhiên, đây chỉ là ngủ tạm thời mà thôi, thời điểm nó tỉnh ngủ, nó sẽ bơi khắp nơi, lưu động tại Bích Dương Hải, Thầm Hắc Hải, Long Yêu Hải. Chương 1850, tổ kình một tổ kình vô cấu tông, truyền thuyết là do thủy tổ vô cấu tam tông vô cấu tiên đế lưu lại một đầu cự kình. Cự kình này có được huyết thống chân long, nó cho tới bây giờ chưa khai linh trí, vẫn là nguyên hình. Tổ kình vô cấu tam tông từ một ý nghĩa nào đó, nó cũng là tổ địa của vô cấu tam tông, một tổ địa di động, bởi vì tại trong tổ kình có chứa rất nhiều nội tình của vô cấu tam tông, bất luận là bảo vật hay là công pháp bí tịch đều có nhất phân ra một phần đưa vào tổ kình. Cũng chính là như thế nếu quả thật có ngày vô cấu tam tông gặp được tuyệt thế cường địch cả vô cấu tam tông bị tiêu diệt nhưng mà chỉ cần tổ kình vẫn còn như vậy vô cấu tam tông sẽ có thể quật khởi lần nữa trừ phi tuyệt thế tuyệt địch tiêu diệt cả tổ kình nếu không hòa chủng của vô cấu tam tông sẽ truyền thừa nhiều thời đại muốn diệt tồn tại như tổ kình cũng không phải chuyện dễ dàng trừ phi là tiên đế toàn lực ra tay nếu không cho dù là thần hoàng cũng không thể giết tổ kình huống chi cho tới nay hành tung tổ kình của vô cấu tam tông là một bí mật không chỉ nói người ngoài cho dù là người vô cấu tam tông có thể chính thức biết rõ hành tung của tổ kình cũng chẳng có mấy người tổ kình đi dạo trong biển cả bao la lộ trình của nó không cách nào phán đoán được hơn nữa trải qua một đoạn thời gian đi dạo thật lâu tổ kình sẽ chìm vào nơi sâu nhất đáy biển ngủ say không ai có thể tìm kiếm nó được thời điểm lý thất giả tiến vào hải vực này lúc này có một lão già đang chờ đợi lão già này râu tóc bạc trắng tuổi chừng thất tuần không biết hắn sống bao nhiêu thời gian dài răng rặc cho dù lão già này đã thất tuần không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng mà vẫn huyết khí cực vượng, hắn là một thần hoàng khủng bố, tôn giá nhất định là Lý Công Tử. Gặp Lý Thất Dạ đi tới, lão giả này ôm quyền vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ mỉm cười gật gật đầu, nhìn qua lão giả này, nói ra, nương theo tổ kinh, thật sự giúp ngươi đạt được lợi ích không nhỏ, ngươi đã sống hai thế a. Lý Thất Dạ nói lời này làm lão giả hoàng sợ, thân phận của hắn cho tới nay đều là bí mật, cho dù là người trong vô cấu tông cũng ít người biết tới, hiện tại lý thất giả một câu nói hắn sống qua hai thời đại điểm này làm nội tâm của hắn dùng mình lão già này hít sâu một hơi tiên ôm quyền nói ra công tử pháp nhãn như đuốc bội phục bội phục công tử mời vào trong lý thất giả gật gật đầu bước vào nước biển trong nháy mắt chìm vào đáy biển lão già và lý thất giả đi vào nơi sâu nhất của đáy biển dừng lại trước một ngọn núi răng rắc thời điểm này từng âm thanh vỡ vụn vang lên lúc đám người lý thất giả cách không xa ngọn núi vỡ ra cả ngọn núi vỡ ra từng khối, đất đá nhao nhao lăn xuống, hải ngư chung quanh bỏ chạy thục mạng. Sau khi ngọn núi này hoàn toàn vỡ ra, đột nhiên sáng ngời, một nhúm hào quang chiếu sáng đáy biển, thế giới trước mặt vô cùng mỹ lệ, óng ánh mà thần bí, giống như một cánh cửa có thể đi thông thế giới khác. Nhìn kỹ lại, người sẽ phát hiện đây căn bản không phải cánh cửa, đây là con người, một con mắt lớn không thể tưởng tượng nổi, một con mắt to như ngọn núi. Sau khi con mắt này mở ra, một nhúm hào quang chiếu vào người lý thất giả, ánh mắt chiếu sáng toàn thân lý thất dạ oanh 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 sau đó cả đáy biển sáng ngời cả biển cả như bị lật tung sóng biển cuồn cuộn bị nhấc lên sóng lớn phóng tới vòng trời dường như có thứ gì đó tỉnh lại có thể làm ngôi sao trên chín tầng trời rơi xuống thời điểm này từ ngọn núi vỡ ra các hòn đảo liên tiếp vỡ vụn tiếp theo chúng chìm vào đáy biển tại sao có thể như vậy lão già bị dọa kêu to một tiếng hắn nhìn vào cảnh trước mặt không thể tưởng tượng nổi nói cái này cái này điều này sao có thể Tổ Kinh sao có thể thức tỉnh trước thời hạn chứ? Oanh một tiếng vang thật lớn, sóng lớn trăm vạn trượng trùng kích bầu trời, cảnh đồ rộn này quá to lớn, một đầu cá voi hiện ra, cả phiến hải vực này sinh ra sóng gió ngập trời, cảnh tượng thập phần rung động nhân tâm. Một con cá voi vô cùng lớn hiện ra, nó giống như một cái đại lục dưới biển, phóng mắt nhìn qua, thân hình cá voi này không thấy cuối cùng, chiều dài của nó chẳng khác gì sơn mạch phập phòng dưới biển, tổ kinh, đây là tổ kinh của vô cấu tam tông, thiên linh giới rất ít người có thể nhìn thấy chân thân tổ kình truyền thuyết tổ kình có được huyết thống chân long nhưng vẫn không mở ra linh trí hóa thành chân long lúc này lý thất dạ đứng trên đầu tổ kình đầu của tổ kình rất to lớn không thể tưởng tượng nổi thời điểm nó hiện ra trên mặt biển chẳng khác gì lục địa lý thất dạ vỗ vỗ đầu tổ kình cảm khái nói bắc minh có cá kỳ danh là côn côn to lớn vỗ cánh bay trăm vạn dặm ô nghe được lý thất dạ nói tổ kình thét dài một tiếng tiếng giống kinh thiên động địa dung chuyển vòng trời, khiếp đảm tâm hồn, oanh một tiếng, tổ kình phun ra cột nước lớn xuyên qua trời cao, bắn thẳng cực cao, nhìn qua tổ kình rất hưng phấn. Cái này, cái này, đây mới thực là kỵ kình giả lão giả cũng há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nói, trong khoảng thời gian ngắn, lão giả này không thể tin nổi nhìn qua lý thất giả, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lý thất giả lần đầu tiên gặp tổ kình của vô cấu tam tông lại có thể trở thành kỵ kình giả, điều này thật sự là quá không tương nghị, chẳng lẽ đây là trời xanh chú định đây là trời xanh ban chân mệnh thiên tử cho vô cấu tam tông sao trong khoảng thời gian ngắn lão giả thất thần thì Thảo tự nói cũng khó trách lão giả này rung động như thế mặc dù nói hắn trường kỳ thường trú trên tổ kình nên được gọi là kỵ kình giả trên thực tế hắn không phải kỵ kình giả chân chính càng chính xác ra bọn họ là chư kình giả bởi vì kỵ kình giả chính thức có thể điều khiển tổ kình mà hắn không có năng lực điều khiển tổ kình tổ kình cường đại hơn hắn hắn căn bản không thể điều khiển tổ kình trừ phi là có thể được tổ kính tán thành trở thành chủ nhân chỉ có người như vậy mới thật sự là kỵ kình giả mà như mấy lão giả như hắn chỉ có thể đi theo tổ kình tổ kình du lịch ở đâu bọn họ cũng ở đâu bọn họ căn bản không có năng lực cải biến phương hướng của tổ kình một hồi lâu lão già phục hồi tinh thần lại kích động quỳ bái dưới đất không thể che hết hương phấn nói ra trời xanh có mắt ban chân mệnh thiên tử cho chúng ta công tử chính là kỵ kình giả của vô cấu tam tông vô cấu tam tông sẽ có hy vọng thống nhất lần nữa trời xanh có mắt, nghe lão giả nói thế, Lý thất dạ cười rộ lên, lắc đầu, vừa cười vừa nói. Lão Tạc Thiên vẫn không mở mắt chó ra đâu, càng đừng nói ban chân mệnh thiên tử cho vô cấu tam tông các người, bất kể nói như thế nào, công tử chính là kỵ kình giả của vô cấu tam tông chúng ta. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.